Hàng ngàn cổ động viên có mặt tại sân vận động Quân khu 7, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về với đội Indonesia và giải AFF Suzuki Cup 2016. Đây là trận đấu quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam và bắt buộc phải thắng để giành vé vào chung kết. Sân vận động Quân khu 7 đã lắp đặt màn hình khổng lồ 16 x 7,5m để tường thuật trực tiếp trận bán kết, và hàng ngàn người dân hâm mộ và hàng ngàn người hâm mộ tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến theo dõi và cổ vũ cho đội chủ nhà.